Trạng thái tâm bất động nó không phải là ức chế ý thức, hầu hết là mấy con coi chừng lầm cái chỗ này. Nghe nói tâm bất động rồi bắt đầu nghĩ chắc là nó không niệm khởi, không phải, hoàn toàn lầm. Tâm bất động là bao giờ cái ý thức của chúng ta nó cũng có niệm mà niệm thiện không có niệm ác. Tâm bất động là như thế nào? Người ta nói cái gì mình cũng nghe, cũng thấy, cũng hiểu, cũng biết, cũng trả lời mọi người hết mà nó không có cái gì làm cho tâm mình động, gọi là tâm bất động. Phải nhận ra cái chỗ này chứ không khéo mấy con nghĩ vào thất ngồi tu chứ còn không khéo ở ngoài nó động chết thì sao? Bắt đầu có một người nào họ nói trái ý mình cũng tác ý câu, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự đây là nhân quả. Do đó cái tâm con nó sẽ bất động, nó sẽ xả được cái nghiệp của cái người đó nói. Mình vẫn nghe, vẫn sống chung đụng mọi người hết mà tâm mình vẫn bất động. Ý mình vẫn hiểu biết, vẫn khởi niệm, vẫn nghĩ cái đúng, cái sai biết hết nhưng mà không để cho tâm bị dao động. Biết cái đúng, biết cái sai nhưng mà không vì đúng, sai mà dao động tâm gọi là bất động. Hiểu được vậy mấy con tu mới đúng, không khéo rồi cứ nghĩ vào thất để giữ cái tâm bất động là cái tâm không có niệm là bất động thì đó là sai, hiểu như vậy ức chế tâm. Như hồi nãy thầy đã nói, đừng có diệt ý thức, có nghe Đức Phật nói, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta tu theo Đại Thừa để niệm Phật được nhất tâm? Tức là niệm Phật để cái ý thức không khởi niệm đó là pháp môn tịnh độ. Còn Thiền Tông thì biết vọng liền buông hay là tu công án hay tham thoại đầu để cho ý thức đừng có khởi niệm. Sao lại diệt ý thức của chúng ta trong khi Đức Phật dạy, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp? Trong cái nhóm sắc uẩn của chúng ta nó có 6 cái biết, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý nó làm chủ của 5 cái căn này, cho nên cái ý nó làm chủ. Thí dụ cái mắt nó nhìn ra, cái ý bảo cái mắt quay vô không có nhìn ra, quay vô biết cái thân của mình đừng có quay ra. Cái ý nó làm chủ nó dẫn vô, gọi là ý làm chủ, ý tạo tác, nó dẫn đầu các pháp, cho nên các con đừng diệt ý thức. Đi kinh hành là các con buồn ngủ mới đi, đi pháp thân hành niệm tại vì buồn ngủ quá, tôi đi tác ý cho nó đừng buồn ngủ. Cái mục đích, cái pháp thân hành niệm gọi chung là 13 pháp tu chứ không phải một pháp. Còn một cái pháp đi kinh hành của pháp thân hành niệm mình tác ý dở chân lên từng hành động để cho nó phá cái hôn trầm, thủy miên mà thôi chứ không phải tu pháp đó mà chứng đạo. Có nhiều người, 13 pháp thân hành niệm mà họ lấy có pháp đi kinh hành mà chứng đạo thì hiểu Phật pháp cái kiểu gì là vậy. Chỉ có pháp đi kinh hành là phá hôn trầm thủy miên, mình ngồi đây nó lặng, nó buồn ngủ thì ôm cái pháp. Nếu mà cái pháp buồn ngủ nó sơ sơ thì con đi kinh hành một vòng, hai vòng đi bình thường thôi, còn đi mà nó cũng buồn ngủ mà nó khó quá thì bắt đầu mình đi cái pháp thân hành niệm tác ý để cho nó hết buồn ngủ, khi nó hết buồn ngủ thì đừng có đi. Nó không buồn ngủ mà con ôm pháp thân hành niệm con tu con ức chế tâm con thì sao? Con tu sai, bởi vậy thầy mới nói, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì nó không bị chật, nó dễ bởi vì thầy nghiên cứu kỹ rồi, thì không khéo hầu hết các Phật tử bây giờ đều chịu ảnh hưởng của Đại Thừa hết rồi. Thế nói nó tu tâm bất động hoặc là tu nhiếp tâm này kia thì bắt đầu nó lo diệt ý thức nó hết, bởi vì nó chịu ảnh hưởng rồi. Câu kinh pháp cú Đức Phật dạy, ý làm chủ, ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp, đừng diệt ý, vậy đừng diệt ý thì tu cái ý như thế nào để cho tâm bất động đây? Vậy thì tu như thế nào để cho tâm bất động, thì khi người ta chửi mình không giận đó là tâm bất động chứ không phải diệt cái ý. Trong cái hoàn cảnh của mình có cái sự gì vui thì mình nói vui thì phải có buồn cho nên không vui gì. Vì vậy, nó giảm bớt cái ý vui của mình đi, nó làm cho giảm lại đi thì đó là nó giữ được cái mức bình thường của con người rất điềm đạm. Vui cũng không cho nó vui nhiều, buồn cũng không cho nó buồn nhiều nó sẽ không buồn. Thì như vậy cái ý của chúng ta nó dẫn chúng ta từng chút để chúng ta được giải thoát chứ không phải gì hết. Cho nên cái tu của chúng ta tu trong gia đình được, tu ở trong tu viện được. Bây giờ mấy con được thầy cho một cái thất vô đây tu độc cư một mình. Bây giờ trong ý nó khởi niệm, bởi vì một mình nó sẽ khởi niệm này, niệm kia mấy con. Mình tu cho mình tu với mình. Bây giờ ý của mình nó khởi thì mình tu. Bây giờ bắt đầu nó ngồi đây mà nó nhớ nhà nó ở thành phố hoặc ở Quy Nhơn ở đâu nó nhớ, nó đi về chỗ nào cũng được, mình ngồi đây chứ nó đi Đà Lạt cũng dễ lắm. Nhưng mà đi, ở đây không được đi chơi, mà mày đi chơi Đà Lạt không có được, ở đây phải biết tâm bất động thanh thản an lạc. Chứ nó nghĩ bây giờ nó nhớ cái rừng thông, nó nhớ cái đồi thông đó, nó nhớ cái nhà của bà Ngô Đình Diệm hồi đó cất làm sao này kia hoặc là nó nhớ người này hoặc người kia điều đó là tất cả những cái ý của chúng ta cho nên mình bắt đầu mình tác ý mình lôi nó trở lại cho tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tu sinh, bạch thầy, lúc đó cái tâm của mình nó im lặng phải không thầy?
Trưởng lão, bắt đầu bây giờ trong cái sự im lặng, nói chung là trong cái sự tỉnh thức. Mỗi một cái niệm nói khởi ra biết, còn nó im lặng tức là mình biết, tức là mình ức chế ý thức nữa, đâu có được, nó chỉ tỉnh thức thôi. Bằng bằng dấu lớn trạng thái tâm bất động như thế nào? Mong thầy chỉ rõ, trong mọi cái hoàn cảnh tâm bất động, mấy con nghĩ khi nó động là nó buồn phiền, nó lo lắng, nó sợ hãi là nó động. Còn cái tâm nó nghĩ cái này, cái kia, nó không buồn phiền, không giận hờn thì nó đâu phải là động, nó là con người bình thường mà. Ông Phật ông cũng nghỉ, ông cũng bình thường chứ ông không nghỉ ông là gốc cây hay sao, ông tu thành gốc cây. Các con nghĩ ông không khởi niệm, ông không biết gì hết, ông không nghĩ gì, ngồi im phăng phắc như người nhập định thì đó là gốc cây. Bởi vì hầu hết các pháp trên thế gian này không phải của Phật, mà tu theo ngoại đạo hết, không đúng. Cho nên cái tâm động có nghĩa là giận hờn, phiền não, đau khổ, lo lắng, sợ hãi gọi là tâm động. Còn tâm bất động là nó nghĩ cái gì nó cũng không bị phiền não, lo lắng sợ hãi thì đó là tâm bất động chứ sao. Chứ bất động là cái sự khổ đau và cái sự không khổ đau. Cũng tâm chúng ta suy nghĩ cái này cái kia mà nó không khổ đau thì đó là bất động. Còn nó khổ đau thì nó là động. Các con hiểu được, phân biệt được chỗ đó chưa? Bây giờ các con ngồi lại tâm bất động thì khi mà tâm con nó không bị những cái ác pháp, những cái điều kiện làm động thì con ngồi lại tự nhiên nó không nghĩ ngợi điều gì thì nó bất động. Còn bây giờ nó nghĩ ngợi điều này thì nó còn động. Bây giờ con ngồi một mình con mà nó nghĩ cái này cái kia thì con ra kia ai nói con tức giận liền đó, còn nó bất động thì con ngồi lại nó không có nghĩ ngợi cái gì hết. Con ra ngoài kia ai nói gì con cũng không động, nó dễ quá mấy con. Bây giờ mấy con sống chung quanh mọi người người ta nói gì mấy con cũng không động hết, người ta chửi mấy con cũng không giận buồn phiền gì hết. Thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi một mình tự nó im lặng. Còn mấy con dễ giận hờn, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi thì giờ mấy con ngồi cứ nó nghĩ cái này kia, tại ba cái này chưa ly dục ly ác pháp, tại mấy con chưa lìa nó ra cho nên nó mới nghĩ đó. Còn bây giờ các con sống chung với mọi người mà ai làm nó cũng ly ra hết, cho nên vì vậy mà nó bất động. Bất động trước mọi người chứ không phải cần một mình, nhưng mà khi ngồi một mình thì nó im phăng phắc, tại vì nó ly rồi, các con hiểu chưa? Cho nên mình sống tu là sống chung với mọi người mà tu tâm bất động, chứ không vô thất mà tu, vô thất tu ức chế tâm, tu hoài nó chẳng được cái gì đâu, đừng có vô thất tôi tu một mình tôi 3 tháng, 6 tháng tôi ra ngon, không ngon đâu, mấy ông ức chế tâm. Tôi ra tôi nói ông một điều oan ức ông sừng sổ ông đánh tôi liền chứ đừng nói chuyện. Cái ông này ông vô tu chứ tôi thấy ông nói chuyện với phụ nữ kìa. Trời đất tôi ở trong thất tôi tu, tôi đá ông một đá bây giờ, tôi càng tức chứ sao. Cho nên trong cái vấn đề đó, người ta nói bất động là mình ở chung mọi người mà ai làm gì mình cũng không động đó là tâm bất động. Con nhớ ký vậy đi, rồi sống chung ở trong gia đình, vợ con hoặc người kia nói con thản nhiên lắm. Rồi con sẽ vào thất con tu tự nhiên nó ngồi nó bất động cho con coi. Mà con thấy con ngồi trong thất nó động thì con biết bên ngoài con chưa xả. Con ra ngoài con lo con xả đi, đừng có vô trong thất tu nữa. Vô trong thất tu để cho tâm bất động có nghĩa là ngồi trong thất nó tự bất động, nó kéo dài 7 ngày đêm cho nó đủ tứ thần túc, đủ 4 cái lực như thần của mình, tứ thần túc mà. Định như ý túc, con muốn nhập cái định nào là nó nhập. Còn bây giờ con ngồi thiền con nhập cái định gì? Định tưởng chứ định gì? Tâm con còn dục một đống mà con muốn nhập định thì nhập làm sao? Con phải sống trong mọi người mà con biết cách tu, con dùng cái chi kiến giải thoát, cái ý của con xả hết làm cho tâm con bất động. Mà khi nó bất động trước tất cả các đối tượng của nó rồi con vô thất để tu cái giai đoạn thứ hai chứ không phải cái giai đoạn vô tu cho hết vọng tưởng. Vô tu giai đoạn thứ hai tức là kéo dài 7 ngày đêm trong tâm bất động ở trên tứ niệm xứ để mà chứng đạo. Chỗ đó khác, bởi vì đạo Phật nó có lớp lang đàng hoàng chứ. Ban đầu mấy con vô tu 37 pháp trợ đạo. Mấy con vô tu mấy con phải tu cái pháp nào trước tiên? Ngũ căn, mắt tai mũi miệng thân ý của mấy con, tu như thế nào, phòng hộ như thế nào người ta dạy cách thức mấy con tu, rồi tu ngũ căn xong rồi người ta dạy mấy con tu ngũ lực. Người ta dạy ngũ lực xong rồi người ta mới dạy thất giác chi, rồi dạy bảy giác chi rồi người ta mới dạy tứ bất hoại tịnh, người ta dạy tứ niệm xứ, người ta dạy tứ chánh cần, mấy con tu các pháp đó như vậy mấy con mới xong chứ đâu phải mấy con vô tu mấy con cứ ngồi đó nhiếp tâm cho hết vọng tưởng. Bởi vậy thầy nói tu không thầy chắc không có nên, tu thì sách vở kinh sách đầy đủ rồi, vô tu thì phải tu theo thứ lớp đàng hoàng, lớp 1 chưa học mà lên lớp 2 học, học làm sao học được. Cho nên nói thì nghe như vậy, cũng như có cái năm đó thầy mở cái lớp chánh kiến, ở trong tu viện mở cái lớp chánh kiến, các con nghe các con hiểu,
làm cho triển khai cái chi kiến hiểu biết của mấy con, dạy cái chánh kiến của mấy con. Cái lớp chánh kiến chưa xong thì thầy đã đóng cửa. Thầy dạy qua cái lớp chánh tư duy, làm cho khi đó mấy con ngồi lại một mình, mấy con làm sao biết chánh tư duy, mấy con chánh tư duy mà tà tư duy. Ngồi đây chứ mấy con nghĩ bậy bạ mấy con tà tư duy chứ làm sao chánh tư duy được. Người ta dạy cho mấy con, khi mấy con ngồi lại một niệm khởi ra mấy con biết, đây là chánh tư duy rồi, đây là tà tư duy, mấy con điểm mặt nó liền. Vì vậy mấy con mới gọi là học đạo, phải học, phải có lớp lang đàng hoàng. Trưởng lão Thích Thông Lạc,